Liên quan vụ việc ô tô chở đoàn khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa làm 4 người chết và nhiều người khác bị thương. Ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với tài xế Hồ Ngọc Hưng, 58 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và có lời khai ban đầu. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 7, ô tô khách mang biển số Hà Nội chở theo 23 người bao gồm cả tài xế di chuyển trên quốc lộ 27C từ Đà Lạt tới Nha Trang. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, khi đi qua khu vực đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, chiếc xe bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn khiến ô tô khách trượt dài trên đường, lật nghiêng, biến dạng phần đầu xe. Lúc này những người bị mắc kẹt trong xe đã hoảng loạn kêu cứu, một số nạn nhân đập cửa xe để thoát ra ngoài. Vụ tai nạn làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, chưa rõ danh tính. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, bước đầu tài xế Hưng khai khi đổ dốc đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xe ô tô bất ngờ bị hỏng phanh, không thể làm chủ tốc độ dẫn tới tai nạn. Tuy nhiên đây mới là lời khai ban đầu của tài xế, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Qua kiểm tra, tài xế Hưng không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy, chiếc xe gặp nạn vẫn còn hạn đăng kiểm. Hiện công an đang trích xuất dữ liệu từ hộp đen trên chiếc xe khách, điều tra nguyên nhân, tốc độ trước khi xảy ra tai nạn. Sau tai nạn, ngoài 4 người quốc tịch Trung Quốc tử vong, những người bị thương đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Đến hiện tại, các bệnh nhân sức khỏe ổn định, không nguy hiểm tính mạng.